Lãnh tụ Liên Xô kêu gọi Nga, Mỹ đàm phán chấm dứt khủng hoảng tại Ukraine, tin từ Mạc Tư Khoa. Hôm qua thứ Sáu ngày 26 tháng 12, cựu lãnh tụ Liên Xô Mikhail Gorbachev đã lên tiếng kêu gọi Nga và Hoa Kỳ đàm phán nghiêm chỉnh để giải quyết cuộc khủng hoảng tại Ukraine. Ông Gorbachev là người đề xứng chủ trương Peres Troika được gọi là chính sách đổi mới tại Liên Xô cũ và là người đóng vai trò kết thúc cuộc chiến tranh lạnh đã tuyên bố như trên tại buổi giới thiệu cuốn sách mới của ông là After the Kremlin tại một tiệm sách ở Nga. Ông Gorbachev chỉ được một số người nhỏ hậu thuẫn tại Nga, mặc dù được rộng rãi dư luận ngoại quốc kính trọng. Ông nói rằng ông tán dương các viên chức thẩm quyền Nga trợ giúp làn sóng người Ukraine tị nạn bỏ chạy khỏi cuộc khủng hoảng để chạy sang vùng biên giới ở phía nam nước này. Ông nói rằng tình hình chiến sự tại miền đông Ukraine là rất đáng lo ngại. Ông Gorbachev nói rằng bất kỳ giải pháp nào để giải quyết sự xung đột tại Ukraine đều đòi hỏi phải có một cuộc đàm phán nghiêm chỉnh giữa tổng thống Nga Vladimir Putin và tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama. Ông cho biết đã yêu cầu tổng thống Nga và tổng thống Hoa Kỳ ngồi lại để nói chuyện một cách nghiêm chỉnh trong một thời gian cần thiết, có thể là nhiều giờ, nhiều ngày để dẫn đến một hiệp định cho phép làm tất cả những gì để chấm dứt tình trạng nguy hiểm đang lan tràn. Quan hệ ngoại giao giữa mặt tư khoa và phương Tây đã trở nên căng thẳng vì vấn đề Ukraine từ sau khi kết thúc cuộc chiến tranh lạnh hơn hai thập niên trước. Hồi tháng trước, tại buổi lễ tưởng niệm sự sụp đổ của bức tường Bá Linh, ông Gorbachev đã lên tiếng cảnh cáo về sự manh nha của cuộc chiến tranh lạnh mới trên thế giới.